cũng đã có một chút lo ngại về những gì mà họ sẽ phải đối mặt trên sân khách ở trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Australia trong khuôn khổ lượt về vòng playoff Olympic Tokyo 2020 đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì đội tuyển chủ nhà Việt Nam ra sân trong bộ trang phục màu đỏ, sẽ chấn giữ ông Thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta sẽ là những phút thi đấu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam kỳ vọng là đội tuyển nữ sẽ có thể thể hiện được tinh thần thi đấu tốt nhất và cố gắng chắt chiu từng cơ hội mà họ có được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Số 10 Emily Van Egmond, số 14 Alana Kennedy, số 16 Hailey Razzo và số 20 là Samantha Maker mang băng đội trưởng. Vừa rồi là cú sút đầu tiên của cầu thủ nữ Australia, pha qua người khá hay là của Kalin Ford, rất nguy hiểm. Chưa có bàn thắng dành cho đội tuyển nữ Australia và đó là cú sút thứ hai mà họ tạo ra được về khung thành của thủ môn Kim Thanh mà họ luôn hướng tới. Chúng ta sẽ nhìn thấy rõ sự khác biệt này. Tiếng còi đã cất lên, đã có lỗi việt vị. Cầu thủ đã băng vào trong tiếng vừa rồi đó là Hailey Russo. Trong trận đấu lượt đi thì đội tuyển nữ Australia đã có được, cầu thủ đã phá bóng ở tình huống vừa rồi đó là Phương Thảo. Dứt điểm, bóng vừa đi cắt ngang khung thành của Kim Thành. Vẫn là một sự chủ động trong những pha phối hợp của các cầu thủ Australia. Cú đá vừa rồi là của Kalin Ford. Stephanie Cadley, khá nguy hiểm. Và đó là bàn thắng dành cho đội tuyển Australia. Như vậy là một lần nữa đội tuyển nữ Việt Nam để thua bàn thua đầu tiên trong hiệp 1. Trận đấu lượt đi thì Australia chỉ cần có 10 phút để có được bàn thắng mở tỷ số. Còn vừa rồi thì họ đã có được bàn thắng đầu tiên trên sân Cẩm Phả vào phút thi đấu thứ 15. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả tạt của Cadley. Phang vào và dứt điểm một chạm đánh bại thủ môn Kim Thanh. Không có nhiều cơ hội cho thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trong pha bóng này. Người đã ghi bàn thắng một tỷ số là cái tên quen thuộc, Samantha Maker. Không hề có lỗi việt vị, đối mặt. Và đó đã là tình huống ghi bàn thứ hai của cầu thủ Australia. Rất đơn giản, một trong những bàn thắng đơn giản nhất trong sự nghiệp của Hailey Russell. Australia đã có bàn thắng thứ 7 vào lưới của đội tuyển Việt Nam sau hai lượt trận playoff. Khó có thể trách các tuyển thủ nữ Việt Nam. Họ đang phải đối mặt với một đối thủ trên tầm. Đây là pha bóng không hề có lỗi việt vị. Hey, Raso quá đơn giản để đưa bóng vào lưới của thủ môn Kim Thanh, bởi những công việc khó nhất đã được Samantha Maker thực hiện. Những góc quay cho chúng ta được chứng kiến lại bàn thắng của đội tuyển Australia. Cầu thủ đã phạm lỗi đó là Clolocaso. Đánh đầu, bóng vẫn đang lộn xộn trong khu 16m50 chân trái. Pha dứt điểm là của Califord. Và như vậy là sẽ có một quả đá phạt 11m, cơ hội để cho Australia có bàn thắng thứ 3. Nếu như không thể ngăn chặn được quả đá phạt 11m này thì thủ môn Kim Thanh sẽ khiến cho đội nhà phải đón nhận bàn thua thứ 3 trong hiệp 1. Điều tương tự đã xảy ra ở trận đấu lượt đi.
Chúng ta vừa được xem lại pha phạm lỗi của Phạm Thị Tươi. Không vào! Và thủ môn Kim Thanh đã chơi xuất sắc. Vừa rồi thì Logazo chưa thể lặp lại thành tích của cá nhân cô ở trận đấu lượt đi khi ghi bàn vào lưới của thủ môn Kim Thanh. Thủ môn của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có một tình huống phản xạ tốt, phán đoán tốt. Sân Cẩm Phả cho tới thềm này vẫn đang chỉ có tỷ số là 2-0 nghiêng về phía đội khách. Tiếng đá bồi tiếp theo của Elise Kelonite cũng là không tốt. Một trong những mục tiêu được đề ra với đội tuyển quốc gia Việt Nam là hạn chế số bàn thua. Pha phản xạ xuất sắc của thủ môn Kim Thanh, nhưng cô sẽ phải đối mặt với một thách thức nữa. Không được. Việt Nam. Cơ hội dành cho Samantha Maker. Sẽ có phạt góc lần thứ hai trong trận đấu này, cột dọc giúp cho đội tuyển Việt Nam tránh khỏi bàn thua. Không vào. Đó là pha đánh đầu ở cự ly gần của Claire Pockinghorn. Hai cầu thủ áo vàng đã băng vào và họ có chiều cao vượt trội so với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Thể nhận rõ được điều này trên gương mặt của Kennedy. Rất nguy hiểm. Và một lần nữa thì thủ môn Kim Thanh đã phản xạ kịp thời. Hai bàn thua 10-10 với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt của Kennedy. Bóng vượt qua hàng rào. Và đó là một tình huống mà thủ môn Kim Thanh. Thủ môn Kim Thanh đã, như thường lệ so với trận đấu lượt đi, đang có một ngày thi đấu vất vả. Sai lầm. Người đang băng lên là Huỳnh Như. Và đó là tất cả những gì mà chúng ta đang chờ đợi từ đội tuyển nữ Việt Nam ở trong trận đấu này. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Và người ghi bàn là một cái tên quen thuộc, đội trưởng Huỳnh Như. Tình huống cài người ở khu vực giữa sân là không được tốt, nhưng sau đó là pha bóng tận dụng quá hay sai lầm của hậu vệ đối phương. Huỳnh Như đã quan sát tốt và có một cú lốp bóng ở cự ly phải hơn 30m, đánh bại thủ môn của Australia. Mục tiêu có bàn thắng vào lưới của Australia đã được thực hiện thành công. Hãy cùng xem lại tiếng này. Tình huống dứt điểm một chạm, cú lốp bóng qua đầu thủ môn đối phương cực kỳ chuẩn xác. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 và nó mang lại nụ cười cho ban luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam và tất cả các khán giả hâm mộ đang chờ đợi vào bàn thắng này. Lật ngược tình thế trước Australia với cái biệt 5 bàn thua sau trận đấu lượt đi là điều gần như không thể. Nhưng mục tiêu để tìm kiếm bàn thắng cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Rất hay, chúng ta đang có được số lượng cầu thủ tấn công tốt cho pha bóng này. Bích Thúy, thêm một tiếng dứt điểm nữa, không được. Đó là pha dứt điểm của Thái Thị Thảo. Khá đáng tiếc. 4 cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam. Và pha gây áp lực của Bích Thủy đủ để tạo ra một khoảng trống nhỏ nhoi. Thái Thị Thảo đã quyết định dứt điểm ngay. Thủ môn Kim Thanh đã lựa chọn giải pháp an toàn. Vẫn còn rất nguy hiểm. Và đó lại là một tình huống nữa mà chúng ta phải dành tặng lời khen cho thủ môn Kim Thanh. Ít nhất là nếu như không có những tình huống phản xạ của Kim Thanh thì chúng ta đã phải đón nhận từ 3 bàn thua trở lên nữa. Một quả đá phạt 10m của Logazo, quả đá phạt của Kennedy và vừa rồi là pha dứt điểm này. Đó là cú sút của Califord.
Tình huống đã được giải quyết. Huỳnh Như là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam. Còn Kim Thành đang là cái tên chơi hay nhất trên sân Cẩm Phả. Rất nguy hiểm. Sút bóng không vào. Vẫn đang là cầu thủ Australia, Logazzo. Đây là cú dứt điểm thứ hai của Logazzo. Đúng là Kim Thành ngày hôm nay đang có một ngày thi đấu hay. Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã lọt lưới hai bàn thua trong trận đấu này. Đường chuyền, đây là Tuyết Dung, Tuyết Dung. Tuyết Dung không vào. Tuyết Dung thoát xuống một cách thông minh. Thời gian đá bù giờ đã hết. Và tiếng còi của trọng tài Thin Thin đã cất lên. Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, trận đấu lượt về vòng playoff tham dự Olympic Tokyo 2020 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Australia.